Xin chào cả nhà nha, đến với kênh Hội Ngộ miền Tây Tây Nguyên nha. Hôm nay hai vợ chồng mình tiếp tục đi thu hoạch mớp nha cả nhà. Giờ cũng ra tới dàn mớp rồi nha cả nhà. Giờ mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Lưu lại anh, lưu Ê, lại anh. lắc như hai chồng mình tiếp tục đi thu hoạch mớp nha cả nhà. Trời cũng đang mưa lầm râm, đang hái rồi cả nhà. Ê, chào cả nhà coi. Chào cả nhà. Nhớ ủng hộ clip cho chồng mình và cho một chia sẻ và một đăng ký cho cả nhà. Để chồng mình quay thêm nhiều video để cho cả nhà xem nữa nha. Xin chào cả nhà. Kìa, có anh trái bự nữa kìa. Ê, con này sao sụ dữ vậy ta? Nè, tiếp tục đi thu hoạch mớp và đọt mớp dưới bông mớp nha cả nhà, trái luôn. Thì ba cái bông đực á, thì mình cũng hái luôn. Trời mưa râm râm, đang mưa. Đang cắt luôn đi, mời mời bỏ cử. Quay lại em cắt cái đó coi. Kìa anh thấy không? Xịt thuốc rồi. Lạ kia không? Quá trình trái luôn. Trái à cả nhà. Thì ba cái bông đực nó nhiều quá thì hái nha cả nhà. Bông đực thì ba cái bông á, thì nhúng lẩu ăn ngon lắm nha cả nhà. Bông đực thì nó không có trái nha, chủ yếu là nó có bông không à. Ơi, đừng có cắt lá xuống dây á. Nè, bông bên đây nhóc chân nè, trên lưng nè đó. Đâu? Bông mới lên luôn đó, ghi vô máy trong á. Em ngồi trước á, kéo cái sọt ra này nè, em ngồi em quay mặt lại, quay với anh vậy nè. Đi xuồng thì quay cũng hơi lắc nha cả nhà, tại vì xuồng quá nhỏ lắc nha cả nhà. Mà đang mưa. Cái cây mà nó đang ra trái em cắt được ta. À, chưa 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 cái bông mà đang nó đang ra trái cắt bông được hả? Chưa chưa lại đi. Ừ, không có thấy đâu, em chưa mà anh đấy. đẩy đâu mà đẩy, nó đi trôi á, nó lắc cái xuồng á. Mưa lớn luôn cả nhà. Ghi lại. Hôm nay bị mắc mưa, cái trái đó cắt bỏ luôn đi em, trái hư trước á. Ngay tay em mới lấy cái nhỏ rồi. Đây nè, ngay chỗ cái bông em mới cắt đó. Ừ, hư rồi. À, hư rồi là cái mà. À, ở trên nhóc hết trơn, lú lên trên. Đó, lại cái lỗ kia lú ở đầu lên. Lú ở đầu lên vậy cắt. Qua lỗ bự hôm qua. Lỗ bự hôm trước à. Ừ. Bây giờ bông với bông cũng ra nhiều cả nha. Đọt rồi mới cắt bữa nay cũng bớt qua đọt rồi. Mưa cả nhà, rất học mưa quá, càng càng lớn lớn. Ấp mưa là đâu có nổi đâu. Ừ, mưa đâu có dư dư nè, bỏ mớp vô đây nè, hồi sắp lên dập qua cái đọt.
À, kêu em lọt cái nón ra đại đi, chui lên á, trên nhấp hết trơn kìa. Nè cả nhà, lú chỉ ba vòng lên, ba vòng quá chừng luôn cả nhà. Quá trời vòng luôn cả nhà, trời lên luôn, cũng này nhóc hết trơn em ơi. Bông đây nè, nó nằm ở trên nó tỉa lên thôi, nó xỉa lên á. Thôi mấy cái đọt nó chừa lại cái nó ra đi, vẹo vô đây nè. Mời tôi cử cắt cái này xịt thuốc bỏ bữa hai bữa nữa nha cả nhà. Mày cắt cho nó hết, mời mình xịt ba cái xử lý ba cái sâu nha cả nhà. Nhấp hết trơn luôn. Mới lú lên đó, rồi vậy mình cắt theo cử gì nó không có bông già. Mình mới gãy phân nó được nó. Dĩa lên nhóc chân đây em. Tốt. Ở vòng nhóc chưa không cắt hả? Đâu? Ngay đó, ngay chỗ nãy em cắt bên đây nè. Nó. Bên đây mới thấy. Nhóc hết trơn. Vòng nó chỉ lên trên đó, rồi ở dưới nhìn không thấy nha cả nhà. Nhìn lên á. Phía trên nó mới thấy nhiều cả nhà. Em ốp rồi không thấy luôn. Quá trời mưa cả nhà. Trời ơi, nằm lèn ở trong đó trên kìa. Đó, trong đó đó. Bị con ấy đục quá. Bẻ cháy á được á. Cháy muốn đụng nước luôn. Nhân cháy. Nè hè. Đây nè. Đây nè. Cháy ở đây dần hè nè. Ngã ngã màu vàng nè. Trên đó là coi trái trên nhỏ nhỏ thấy cũng vàng vàng cắt được không? Ngay đầu cây á. Rồi bọng nhóc hết trơn đó. Thấy bọng à? Ừ. Dạ. Trái nó cắt được á em. Tin đó kìa. Em nắm con dây trên không đó. Không. Một hồi quay lại. Đó.
À, bông nhóc hết trơn 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 á, em nhìn trên mới thấy nhiều. Không, cắt qua cái đi, hồi ve lại cắt lại sao rồi nhìn thấy à. Cắt bỏ đi, vàng là hư, vàng là hư rồi. Ê, à, nó con trai đây nè, cái công vòng rồi. Hết quầy rồi, hồi ve rồi sao đi. Mưa ướt hết luôn. Non là ăn luống cây này nè. Ừ, nó non nó giòn. Trái đó này bự hết, biết bự. Ủa, hai nắm công dây ghi quá. Chích tới chút nữa mới qua được. Đấy. À, thông là cắt đầu nó đâm ra lại đó, cái nhỏ nó hư á, nó ở đây nè. À, cắt dưỡng cọng dây là à. Giờ mưa á, nó giòn dễ lặt. Úp luôn cái xuồng. Em đỡ lên nè, gãy cái cuốn liền. Rồi, trái lên đây nè. Đấy. Hồ quay lên đi. Mới cắt nó chưa đâm chèo kịp. Khúc này sụ xuống dưới. Gì?
anh hát nó bò ngược lại đó. Quay lên trước kìa, trước nhiều. Là mé trên này kìa. Mày quá thấp luôn rồi, hô chặt cái cây rồi quên rồi, chặt cái cây chói lên mày sẽ sụ xuống quá còn thấp luôn nha, trái này mưa quá cả nhà, mưa ngoài dòng đây dòng vàng này khó bơi xuống. Cái trai đó nó dướng cùng dây còng rồi kìa, nó thì nó cũng già kìa, bên kia cả trái bên kia dướng cùng dây còng rồi. Thôi cứ bỏ để tại đi, đừng khỏi cắt, không có bông. Rồi ngược lên đi, em làm này đi, anh làm đó. Thôi khỏi đi, bơi lui đi, em cắt được. Để bé không muốn, từ từ á. Giờ bé ra muốn già ra nha cả nhà. Cho củ vàng ăn hả? Củ đen đâu có đâu. Nhưng mà trong mưa nó ra không bự cũng bọng ta. Cắm ở đây, ngay đây lên thấy cao rồi. Vàng cái nha. Nhớ cái đường nãy đi ra ngoài á mới thấy thái bông kia được. Chưa tới mà. Đến tới này đó. Bỏ cái chai xuống. Đại đi. Để Đây mà mới đại. nữa không thấy. Ngóc có muốn hết trơn kìa. Hết biết cái chai chứ mất rồi cả nhà, bự cầm không giáp luôn nè hả. Để làm giống này. Người muốn không hái hả? Có cộng nào đâu, em hái rồi. Rồi tới đây sáng lên liền. Bìa đó. Chưa bẻ ra bông. Phải không? Chắc
dị quá. Chanh, chanh mà thơm mùi quýt. Chả hay nhau cả nhà. What? Bị gồng quá đóng á. Nè, ngon lắm rồi muốn á. Không lâu thôi, quá rồi. Em lắc quá. Cái mốt của ta chồng sao mà nó ngay trừ anh? Mốt của mình sao nó ngay ta? Không biết luôn nữa. Ngay sao ngày. Đục, đục quá. Ngày ngày mua hồng thì hồng chứ biết đường đâu. Kết cục thì à. Đút đút đút. Dạ. Con gì trời? Kết cục. Hồng hay để? Cái gì á? Hai cái mốt nhỏ này nè. Ê, phải đấy. Kết cục thì hai vợ chồng mình thu hoạch thì cũng được một mớ ha cả nhà. Đây. Ôi, lạnh quá cả nhà ơi. Đây là cái bông nè. Mớp. Ủa là, thì cái bông. Cái bông. Ừ. Bông mớp. Rất là nhiều luôn rồi cả nhà, nó gì chứ nhiều lắm nha. Được sợ luôn. Thì trái thì được gỗ. Được mớ ra muống ha nghe cả nhà. Này vô ăn chiều là cũng phê luôn á cả nhà. Hai vợ chồng mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và cái đăng ký, cái chia sẻ nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà. Đi con trai, gái đi con trai không anh? Thôi đi. Gái đi, đi đi. Quỷ quỷ. Nói chuyện con trai đâu rồi.